một cái vai trên mà nó thấy đúng vai đấy. Ai cũng đau mà. Kêu tay chút. Không nói. Đây, như Quỳnh này thầy kéo ít mà có kéo nhiều bằng chị thì đâu. Tùy từng người mà. Đau lắm Quỳnh. Đau lắm thầy, nó cảm giác muốn lắm, nó phá sâu tận chân luôn á. Năm mà sửa. Hít thở, hít thở. 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 và 6. Cảm lift my leg. Thả chân này. Gập tay. Nắm vòng. Từ cạnh vòng thôi. Cầm vào ghế. Thả ra, đi ra. Lùi đầu gối về sau. Mọi người sẽ cần phải nắm lấy bàn chân, hạ khủ tay xuống dưới thẳng. Ngồi lên gót chân. Keep pressing down, maintain balance, stay there, maintain balance. Sit like this. See, if you can't move swan, move leg, you can put more leg. Mũi chân in, try to fully tighten, catch cổ chân. Little far from the chair. You need to sit on your heel in the beginning. Okay. The heel, see, but it's a gap chân right there. Chân gap, right? In the end, try to thump, totally thump. In the end, try to thump. See like this? Put the knee just little, not full, just eat. Then catch it there.
Then catch the cushion, catch the ankle. Then unmoon. Then lay tongue quite a way. See that I do tongue in your possible. Cuối cùng thì thẳng chân. So first same same like back bend. Đầu gối chân same same back bend. Upper body side bend. Okay, see like this. You can take the knee higher. Then move chân eat inside. Okay, so move chân eat. Then eat gấp chân in the beginning. Take it here. This I can also. Then gấp chân here. Cái gì chưa? Anh tại here. And then unmum gấp chân. Try to chân trái thẳng. Okay, unmum gấp chân. Yeah, very easy. Easy.